Thưa quý vị và các bạn, đồng hành với việc xây dựng các chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản an toàn là hoạt động công tác xúc tiến thương mại. Hoạt động này là khâu rất quan trọng để sản phẩm chất lượng của Lâm Đồng đến gần với thị trường trong và ngoài nước. Trong thời gian qua, công tác xúc tiến thương mại ở Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả, góp phần không nhỏ vào mức độ tăng trưởng xuất khẩu của cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Tuy nhiên, khi Việt Nam hội nhập càng sâu rộng thì nhiệm vụ của xúc tiến thương mại tại Lâm Đồng sẽ càng nặng nề. Tỉnh Lâm Đồng nằm ở gần trung tâm khu vực Tây Nguyên, có khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm và giàu tiềm năng về cảnh quan du lịch, đặc biệt là nơi trồng xuất khẩu rau quả cũng như các loại hoa thích hợp với khí hậu ôn đới. Hiện Lâm Đồng chiếm 45% tổng sản lượng hoa của cả nước, có 23.000 hecta chè các loại và 17.000 hecta trồng rau, bên cạnh hàng ngàn hecta trồng cây dược liệu. Các doanh nghiệp Lâm Đồng mong muốn hợp tác giao thương với các vùng trong cả nước và nước ngoài, nhất là khu vực Đông, Tây Nam Bộ, để phát triển chế biến và tiêu thụ một số nông lâm sản nổi tiếng. Chúng tôi cũng nhận thức thấy rằng là các hiệp định thương mại tự do này sau khi mà được phê duyệt thì sẽ tạo ra một cơ hội mở ra cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó chúng ta phải hình dung là 4 cái loại thị trường sẽ được mở ra và lưu thông một cách là thuận lợi trên địa bàn của tỉnh cũng như cả nước. Trong đó thị trường xuất khẩu hàng hóa và xuất và nhập khẩu hàng hóa là một trong những thị trường là sẽ phát triển mạnh nhất. Bởi vì sản phẩm đặc hữu của Lâm Đồng thì không phải sản xuất ra là để cho Lâm Đồng tiêu thụ và cũng không phải chỉ có để ở trong nước tiêu thụ mà còn xuất khẩu trên phạm vi nhiều nước. Cùng với điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng khí hậu, Lâm Đồng đang được xem là vùng đất vàng để phát triển các loại hoa nhiệt đới và ôn đới. Hoa Đà Lạt không chỉ là ngành kinh tế chủ lực làm nên thương hiệu của thành phố ngàn hoa mà còn có tiềm năng xuất khẩu. Là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hoa tại Đà Lạt, công ty Đà Lạt Hatch Farm đang tập trung xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật, Trung Quốc, Singapore và sẽ mở rộng ra thị trường Nga. Chúng tôi là một công ty chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, hoa và các lá trang trí xuất khẩu. Chúng tôi không ngại cạnh tranh trên thị trường thế giới. Hàng hóa, sản phẩm của chúng tôi xuất khẩu 20 năm nay rồi. Thì chúng ta đều biết là những giai đoạn trước kia nó có cái hàng rào cản rất là khó khăn cho công ty chúng tôi. Thì gần đây khi mà Việt Nam tham gia vào các cái hiệp định thương mại tự do rồi các cái chương trình hợp tác quốc tế mở rộng ra thì nó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nói chung và trong đó có công ty của chúng tôi rất nhiều các cái thuận lợi trong khâu xuất khẩu hàng hóa. Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng Lado Foods sở hữu một nhà máy sản xuất chế biến nhân điều xuất khẩu và nhà máy sản xuất rượu vang Đà Lạt. Hiện nay sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt khắp nơi trong và ngoài nước. Ngoài việc xây dựng các chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, công tác xúc tiến thương mại được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Trong gần 20 năm về chế biến nhân điều xuất khẩu chúng tôi thì rất là thuận lợi. Và chúng tôi đã xuất khẩu trong cái sản lượng sản xuất ra là trên 95% xuất khẩu đi các nước Bắc Mỹ, châu Âu và các nước ở trong khu vực châu Á. Và đó là những cái thuận lợi mà chúng tôi đã xuất khẩu trong những năm vừa qua về nhân điều xuất khẩu. Trong những năm qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng công tác xúc tiến thương mại ở Lâm Đồng vẫn được đẩy mạnh. Các chương trình xúc tiến thương mại tập trung vào tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp đã được tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, giao thương với các đoàn doanh nghiệp Singapore, Lào, Myanmar, Trung Quốc, xúc tiến kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp sản xuất tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng để đưa các sản phẩm công nghiệp chế biến và nông sản đến tiêu thụ tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối và hệ thống khu công nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế, nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Lâm Đồng đã nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin trong các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm thương mại điện tử, tiếp tục phối hợp thực hiện thông qua các cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Riêng các hoạt động xúc tiến trong nước thì chúng tôi tập trung đẩy mạnh cái liên kết và với các địa phương, đặc biệt là những cái thị trường lớn ở trong nước. Ví dụ như là các cái thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng tạo điều kiện để giúp cho các doanh nghiệp giới thiệu được những cái sản phẩm có chất lượng, đảm bảo cái giá thành hợp lý đến người tiêu dùng cũng như là các hệ thống kênh phân phối trong nước. Thì đó là những cái hiệu quả rất là tốt trong cái hoạt động xúc tiến thương mại. Năm 2016, Trung tâm xúc tiến thương mại và du lịch Lâm Đồng sẽ tập trung xây dựng chương trình xúc tiến thương mại theo hướng đa dạng, cụ thể theo từng ngành hàng và thị trường.
Với thị trường ngoài nước, Lâm Đồng ưu tiên các thị trường mà Việt Nam tham gia ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Với thị trường trong nước sẽ tăng tần suất các chương trình xúc tiến thương mại nội địa. Bên cạnh quá trình đổi mới cơ chế chính sách, các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư đang được Lâm Đồng tập trung đẩy mạnh sẽ như một bàn đạp thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu.